Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội hôm nay được dự báo dịu mát hơn, nắng nóng sẽ giảm khi mưa dông có thể xuất hiện rải rác trong ngày. Chất lượng không khí vẫn ở mức có hại cho sức khỏe. Sáng sớm trời có mây, không mưa, nhiệt độ vào khoảng 27 đến 28 độ, độ ẩm vẫn ở mức cao khoảng 90%. Nhiệt độ tăng nhanh về trưa khi trời giảm mây, nắng lên mạnh hơn. Đến 10 giờ, nhiệt độ tăng lên mức là 31 độ và tăng lên 34 độ vào giữa trưa. Sang đầu giờ chiều, nền nhiệt tiếp tục tăng và đạt đến mức cao nhất trong ngày là 35 độ. Và từ 17 giờ, nhiệt độ giảm dần và duy trì ở mức là 33 độ. Vào buổi tối, độ ẩm trong ngày từ 67 cho đến 83%. Thời tiết giai đoạn này đang giao mùa nên nắng mưa thất thường là điều kiện để bệnh dịch có nguy cơ lây lan nhanh chóng. Do vậy, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác chủ động triển khai các giải pháp về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là các bệnh truyền nhiễm và thường xảy ra trong mùa tựu trường. Đặc biệt, ngành y tế rà soát đảm bảo sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị và người dân hãy hưởng ứng hoạt động tiêm chủng trong năm 2024, cùng chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, có mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt độ không thay đổi. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh và Đông Anh, có mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tại vùng núi Ba Vì và Sơn Tây, có mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, có mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin Dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút ngày hôm nay.